Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 13 cho đến ngày 16 tháng 9, thị xã Đông Triều đã tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 toàn dân trên địa bàn thị xã. Việc tiêm phòng vaccine toàn dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược phòng chống dịch COVID-19 ở thị xã Đông Triều. Mục tiêu cao nhất trong chiến dịch lần này là tạo ra miễn dịch cộng đồng trên diện rộng, hướng tới đảm bảo sức khỏe của toàn thể nhân dân, đưa Đông Triều trở thành địa bàn xanh, góp phần hoàn thành mục tiêu kép vừa đảm bảo công tác phòng dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội. Ai cũng vậy thôi, mong muốn cũng từ lâu rồi, bởi vì COVID-19 đã có cách đây đến gần 2 năm rồi, cho nên là cái việc tiêm vaccine là cái việc mà ai cũng mong muốn. Tôi cũng được nghe cái truyền thông rất là nhiều. Cái việc tiêm vaccine tốt nhất chính là tiêm nhanh nhất, sớm nhất. Cho nên là đối với tôi thì vaccine nào cũng tốt cả. Bởi vì đây cái vaccine là cái vaccine đã được kiểm nghiệm rất nhiều, rất kỹ rồi. Cho nên là chắc chắn là đã tiêm vaccine là tốt. Cho nên tôi cũng rất mong muốn là được tiêm càng sớm càng tốt. Theo tôi được biết, quan điểm của thế giới và cũng như nhà nước Việt Nam thì hiện nay cái vũ khí chống phòng COVID-19 là 5K cộng vaccine. Thì vaccine của chúng ta là cái liều thuốc quan trọng nhất chống dịch bệnh bây giờ. Vì thế Đảng ta đã thành lập tổ ngoại giao vaccine do đồng chí Bộ trưởng Bộ Ngoại giao làm tổ trưởng, và chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng đang hướng tới cái quan điểm này của Đảng và nhà nước. Thị xã Đông Triều là một thị xã cũng đông dân, cũng đang tiếp cận tới cái nguồn vaccine để tiêm cho dân. Tôi nghĩ rằng là tiêm vaccine hiện nay là một cái quan trọng nhất để bảo vệ sức khỏe cho chính chúng ta và cộng đồng. Niềm vui, sự háo hức, phấn khởi, tin tưởng vào chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 của người dân trên địa bàn thị xã trước ngày tiêm chủng đã khẳng định sự thành công của chiến dịch trên địa bàn thị xã Đông Triều. Trước đó, để thực hiện thần tốc mục tiêu 100% người dân trong diện tiêm chủng của thị xã Đông Triều đảm bảo các điều kiện sức khỏe được tiêm vaccine phòng COVID-19 khi được phân bổ vaccine, thị xã Đông Triều đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã yêu cầu người đứng đầu các đơn vị địa phương quán triệt sâu sắc, thấm nhuần tinh thần chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả nội dung chỉ đạo của chính phủ, của tỉnh và thị xã. Trọng tâm là lập kế hoạch chi tiết và tổ chức ngay chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 diện rộng trên địa bàn theo nguyên tắc. Vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất. Vaccine về đến đâu, triển khai tiêm ngay được đến đó để tạo vùng xanh trong phòng chống dịch. Ngay sau khi ban chỉ đạo thị xã triển khai, các xã phường, đơn vị doanh nghiệp đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị, tập trung tối đa mọi nguồn lực, bố trí cơ sở vật chất, lên phương án tại các điểm tiêm. Đồng thời tiến hành rà soát toàn bộ danh sách đối tượng tiêm chủng, cập nhật danh sách người tiêm vào phần mềm tiêm chủng. Trên cơ sở danh sách đã lập, khi triển khai tiêm chủng, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo cho từng người thuộc nhóm đủ điều kiện được tiêm chủng về ngày, giờ tiêm và địa điểm tiêm chủng. Để chỉ đạo, để tổ chức triển khai thực hiện tiêm phòng vaccine COVID-19 cho toàn dân trên địa bàn phường, đối tượng tiêm là công dân từ 18 tuổi trở lên. Thế để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho ngày tiêm chủng thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo các lực lượng huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ phường tới các khu phố để triển khai thực hiện từ khâu rà soát, lập danh sách, cập nhật lên phần mềm tiêm chủng, rồi công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và tổ chức ngày tiêm chủng cho toàn dân. Về chuẩn bị cơ sở vật chất thì chúng tôi đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp với lại các trường học rà soát bổ sung các trang thiết bị cần thiết để bố trí sắp xếp các khu vực, các phòng chức năng theo cái quy trình hướng dẫn của ngành y tế để đảm bảo theo đúng cái quy trình một chiều phục vụ tiêm chủng với phương châm là đảm bảo tiêm chủng vaccine COVID-19 cho toàn dân, thế và đặt cái yếu tố an toàn lên hàng đầu. Toàn thị xã đã bố trí 40 điểm tiêm chủng thuộc 20 xã phường, các cơ sở cách ly và trung tâm y tế thị xã với 97 đội tiêm gồm 388 người. Ngoài ra, huy động hàng trăm lực lượng như giáo viên, đoàn thanh niên, công an, quân đội tham gia công tác tiếp đón, khai báo y tế, nhập liệu, đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng trong đợt tiêm. Sở đã huy động hỗ trợ cho chúng tôi tổng số Đông Triều đến giờ là có 97 tổ tiêm chủng với xấp xỉ 600 nhân viên cán bộ y tế tham gia tiêm chủng. Ngoài ra thì có trên 1.500 tất cả cán bộ đảng viên rồi là các ban ngành đoàn thể
đoàn thanh niên, rồi phụ nữ, rồi ngành giáo dục, toàn thị xã đã tập trung và tham gia. Bọn em là đoàn thanh niên đã khám đo thân nhiệt đến từng người một và kiểm soát vào tiêm COVID và đóng dấu những người được vào kê khai tiêm chủng vaccine. Sau đó này mọi người sẽ hướng dẫn vào phòng thứ tự tiêm từng trách nhiệm từng phòng tiêm xong rồi theo dõi. Công an chúng tôi là lên danh sách những người trong độ tuổi tiêm chủng và sàng lọc những công dân đủ điều kiện để tiêm chủng và rà soát phát phiếu. Nhưng một lần có bệnh đề thì sẽ kê khai trước và đây là hỗ trợ bảo vệ an ninh trật tự đảm bảo cho cái đợt tiêm chủng này được an toàn. Theo ghi nhận, tại tất cả các điểm tiêm trên địa bàn thị xã Đông Triều đều bố trí theo quy tắc một chiều, đảm bảo khoảng cách giữa các bàn và vị trí tiêm chủng để phòng chống dịch theo thứ tự như sau. Khu vực chờ trước tiêm chủng, khu vực đón tiếp, hướng dẫn, khu vực khám sàng lọc và tư vấn trước tiêm chủng. Khu vực tiêm chủng. Khu vực theo dõi và xử trí tai biến sau tiêm chủng. Ngoài ra, các phòng tiêm đều có biển tên phòng, biển chỉ dẫn hướng lối đi, có dây trăng phân luồng, có thùng rác, có nước uống, sử dụng cốc dùng một lần, có nước sát khuẩn tay nhanh, khẩu trang y tế. Bố trí một phòng để tổ công nghệ thông tin thực hiện cập nhật số liệu tiêm chủng vào phần mềm tiêm chủng quốc gia, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng và đáp ứng cấp cứu đối với sự cố bất lợi sau tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Với nhiều nỗ lực, quyết tâm của Ban chỉ đạo tiêm chủng vaccine COVID-19 từ thị xã đến các xã phường, các điểm tiêm chủng không chỉ hoàn thành nhiệm vụ tiêm chủng vaccine mà còn thực hiện tốt công tác phòng chống dịch khi mà các trường hợp đi tiêm đều thực hiện nghiêm túc công tác vệ sinh phòng chống dịch bệnh, thông điệp 5K của Bộ Y tế. Đối với chúng tôi là trong cái kế hoạch chúng tôi đã chuẩn bị rất là sẵn sàng. Đến ngày 13 thì chúng tôi cũng đã có cái kế hoạch phân công rất là cụ thể từng đồng chí trong ban chỉ đạo tiêm để bố trí công việc cụ thể khoa học cho người dân được hưởng ứng cái ngày tiêm toàn dân. Với cái số liệu người dân đi tiêm đạt tỷ lệ rất là cao. Thì chúng tôi chỉ đạo ban chỉ đạo phòng chống COVID của xã cũng như là ban chỉ đạo tiêm chủng của xã là chỉ đạo rất quyết liệt. Cụ thể là trước tiên là phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động. Người dân nào cũng được biết về trách nhiệm và nghĩa vụ để tiêm chủng. Rồi giao cho các đồng chí bí thư chi bộ trưởng thôn lập danh sách cụ thể và phải xác nhận cái danh sách người dân đến tiêm vào ngày 14 tháng 9 ngày hôm nay. Thế bằng một loạt các giải pháp thì đối với Bình Khê chúng tôi là ngày hôm nay là tiêm toàn diện trên địa bàn của xã với gần 7.000 công dân đăng ký. Thế thì cái tiến độ để triển khai cũng rất là tốt, đảm bảo an ninh trật tự cũng như là trong công tác phòng chống dịch bệnh. Với tinh thần tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng. Vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất. Sau 4 ngày tổ chức tiêm chủng, người dân trên địa bàn thị xã Đông Triều đều vui vẻ đồng thuận, không lựa chọn vaccine. Việc tổ chức tiêm chủng diễn ra thông suốt, đảm bảo phân luồng giãn cách và an toàn. Kết quả, đến nay, toàn thị xã số người được tiêm chủng vaccine mũi 1 là 119.147 người, đạt 99,68% so với số người đủ điều kiện tiêm. Trong đó, triển khai tiêm toàn dân từ ngày 13 tháng 9 cho đến ngày 19 tháng 9 năm 2021 là 81.571 người. Hiện tại, tất cả các trường hợp sau tiêm vaccine phòng COVID-19 có sức khỏe ổn định, an toàn, không ghi nhận trường hợp nào có phản ứng nặng, nguy hiểm tính mạng sau tiêm. Việc tổ chức tiêm vaccine COVID-19 đảm bảo an toàn, hiệu quả sẽ giúp các đối tượng được tiêm yên tâm thực hiện tốt công tác tiêm phòng để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng. Chương trình tiêm chủng mở rộng bệnh COVID-19 này thì theo như bản thân tôi thấy là rất là có ích cho nhân dân. Thế và cũng là phòng tránh được cái bệnh cho toàn dân, cho xã hội thì thêm tốt đẹp. Lao động sản xuất thêm được nhiều sản phẩm. Gia đình tôi thì rất ủng hộ, vì nhà tôi thì hai vợ chồng thì già nhưng cũng đi ra tiêm hết. Tôi thì là đợt này nhà nước ưu tiên, mà cái đợt tiêm vaccine này tôi không có chọn lựa chọn gì cả. Mà tôi thấy nhà nước mà quan tâm đến dân này thì tôi rất là hoan nghênh. Năm nay tôi 91 tuổi, ở khu Xuân Cầm.
được địa phương, được cơ quan trách nhiệm mà cho về như thế này, chúng tôi thấy phấn khởi mà yên tâm. Về phần đón tiếp thì rất là niềm nở chu đáo. Sau khi tiêm xong thì sức khỏe tôi thấy bình thường, tôi cũng mừng phấn khởi lắm. Đến nay, thị xã Đông Triều đã cơ bản hoàn thành chiến dịch tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19 trên toàn địa bàn, đảm bảo an toàn, nhanh chóng. Trước hết phải nói là tập thể lãnh đạo thị xã cùng toàn thể nhân dân hết sức phấn khởi, vui mừng. Trong cái điều kiện hết sức khó khăn mà tỉnh, lãnh đạo tỉnh đã quan tâm dành cho thị xã cái nguồn vaccine đủ để chúng ta tiêm 100% số các cái người có đủ điều kiện để tiêm. Phải nói là đây là một tiền đề hết sức quan trọng để chúng ta thực sự triển khai chiến lược phát triển trong giai đoạn mới, trong tình hình mới, thích ứng với điều kiện vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Và để được có được tổ chức thành công cái đợt tiêm chủng vừa qua thì phải nói là có sự lãnh đạo chỉ đạo hết sức quyết liệt, bài bản từ cấp lãnh đạo tỉnh, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, sự hỗ trợ về nhân lực, vật lực từ các cái địa phương khác trên địa bàn tỉnh đối với Đông Triều chúng ta. Cái thứ hai thì cũng phải thấy rằng là có cái sự chuẩn bị hết sức là chu đáo từ ở tuyến cơ sở cấp xã phường đến ban chỉ đạo cấp thị xã, ban chỉ đạo tiêm chủng thị xã, trong việc bố trí nhân lực, vật lực, rồi nhân sự hỗ trợ tham gia công tác tiêm chủng để đảm bảo quá trình tiêm chủng diễn ra hết sức bài bản, trật tự, an toàn và đạt kết quả cao nhất. Ngoài ra thì cũng phải kể đến sự ủng hộ, phấn khởi từ nhân dân trong quá trình tổ chức tiêm chủng. Có thể thấy rõ cái ý thức trách nhiệm của mỗi người dân, cái quyền lợi của mỗi người dân khi được tham gia tiêm chủng trong đợt vừa qua. Chỉ có vaccine mới có thể đưa cuộc sống trở về trạng thái bình thường mới. 5K cộng vaccine được coi là giải pháp hàng đầu mà Việt Nam đưa ra nhằm sớm đẩy lùi đại dịch COVID-19. Hoàn thành phủ sóng vaccine cho nhân dân không chỉ là cơ sở để thị xã Đông Triều tăng tốc về đích trong thực hiện mục tiêu kép năm 2021, mà còn tạo tiền đề để xây dựng thị xã Đông Triều thành vùng xanh an toàn, góp phần mang lại sức khỏe và bình yên cho nhân dân, cùng chiến thắng đại dịch COVID-19.